Có 1000 lý do để phải ghen nhưng em không. Em up hình biết chắc anh phải xem và đặc biệt phải khen sau mỗi lần xem xong. Anh luôn muốn gài cho em thêm cúc khi có thằng cô trai nào đi qua. Vì em và anh luôn muốn chuyện mình nghiêm túc, không phải chơi sờ game như FIFA. Em làm cho mọi bài nhạc chia tay mà anh đã từng viết nó trở nên vô nghĩa. Hai bờ môi chạm nhau vào khuya nay mình ăn chơi thật bốc nên chẳng thể tô nẻ. Yeah, em luôn tự tin, thu hút, điểm số luôn nằm ở top đầu. Lần đầu gặp thì anh đã nhìn thấu và cũng chẳng cần giấu là hai tật khớp màu. Em vẫn hay còn giận anh khi mà xem qua về những gì mà anh nói trên camera. Hứa là về em anh có thể đảm bảo tất cả thứ có thể ghen được trên camera. Bên nhau ta còn không một giây dư dự nào. Ê, bởi vì là yeah girl, em vẫn luôn làm Sean tự hào.